Còn mình là cái người xuất thế gian thì công việc của mình chỉ có giải thoát mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chị Ba, Phá Xích, Hòa Hợp, A Nan. Ông tuy đã ngộ tâm tính nhiệm màu sáng suốt, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nhưng còn chưa rõ tâm tính như vậy không phải hòa hợp, mà sinh cũng không phải không hòa hợp. A Nan, nay tôi lại thấy lấy nơi tiền trần hỏi ông. Ông còn đem ra tất cả những tính nhân duyên hòa hợp của tư tưởng sai lầm của thế gian mà tự nghi ngờ rằng chứng tâm Bồ Đề cũng do hòa hợp mà phát khởi. Thì hiện nay, cái thấy của ông lại hòa hợp với cái sáng, hòa hợp với cái tối, hòa với cái thông suốt hay hòa với cái ngăn bích? Nếu hòa với cái sáng thì ông đang thấy sáng. Cái sáng hiện đó, vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy? Cái thấy sáng có thể nhận rõ, còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu cái sáng tức là cái thấy thì làm sao lại thấy được cái thấy? Như cái thấy cùng khắp thì còn chỗ nào hòa được với cái sáng? Còn như cái sáng cùng khắp thì lẽ ra không hòa hợp được với cái thấy. Cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xen lộn vào tức phải làm mất tính cách của cái sáng. Cái thấy xen vào mà hòa hợp với cái sáng là không đúng nghĩa đối với cái tối. Cái thông suốt và cái ngăn bích thì cũng như vậy. Lại nữa, A Nan, hiện nay cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông lại hợp với cái sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt hay không hợp với cái ngăn bích? Nếu hợp với cái sáng thì đến khi tối, cái sáng đã mất rồi, cái thấy đó đã không còn hợp với cái tối. Làm sao thấy được cái tối? Nếu khi thấy tôi mà không hòa hợp với cái tối, thì lẽ ra khi hợp với cái sáng, không thấy được cái sáng, mà đã không thấy được cái sáng, thì làm sao hợp với cái sáng? Và rõ biết cái sáng không phải là tối, đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bích thì cũng như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý đại chúng đã nghe Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc phần kinh văn. Quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm khó không? Rất là khó. Có nhiều vị cư sĩ nghe nói cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là hay, mượn đem về, nhưng mà để chưa đầy nghĩa là 3 ngày đem lại. Là tại sao? Là tại vì những cái câu văn này nó quá khó. Nó không phải quá khó, nhưng mà tại vì tự mình không có sự kiên nhẫn để mình ngồi đọc. Những người mà tu thiền đó, họ có sự kiên nhẫn, họ ngồi họ đọc. Họ đọc một lần họ không hiểu, họ đọc hai lần không hiểu, họ đọc 3 lần, rồi từ 4 lần. Thì từ từ cái tâm của họ thấm nhuần, họ sẽ hiểu. Chứ còn những người mà họ học để họ tìm cái hay ở trong kinh, hay là họ tìm những cái mà gì dở hay trong kinh, thì quý vị thấy cái đoạn kinh này rất là khó. Bởi vì trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật nói tạ thí dụ về tất cả những nhân sinh quan của vũ trụ. Do đó những cái phần nó rất là rộng lớn. Thầy nói thiệt, tất cả quý đại chúng đang hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện hôm nay, thầy tán thán công đức quý vị. Tại vì thầy nói thiệt, cái cuốn kinh này á, cái cuốn kinh này rất là khó. Và quý vị mà chịu ngồi nghe là thầy biết quý vị như thế nào rồi. Là những vị mà cố gắng tu hành, thành ra quý vị mới ngồi nghe. Chứ những cái vị mà tu mà bình thường á, ngồi nghe những đoạn văn này
thì trước hết là không hiểu nghĩa, thấy nó khô khan, và sau đó là quý vị đã bỏ ngang, đau đầu A Di Đà Phật. Thường thường quý Phật tử hay là những cái vị tu, khi mà mình đọc cái cuốn kinh nào mà nó hay đó, mình hiểu đó, mình thích lắm. Còn đọc những cái cuốn kinh nào mà cái nghĩa lý nó triết lý nó cao xa quá, quý vị cảm thấy nhức đầu, không hiểu tới, nhức đầu lắm. A Di Đà Phật. Thì thôi, thầy biết quý vị nhức đầu, thầy sẽ tìm cách, nghĩa là thầy đọc trước để thầy nhức đầu cho quý vị khỏi nhức đầu nghe, để thầy giảng cho quý vị nghe. Rồi bây giờ đến cái đoạn kinh này, tất nhiên là phá xích của nghĩa hòa hợp. Đức Phật ngài rất là từ bi. Khi mà ngài khai thị và ngài nhận biết rằng ông A Nan và đại chúng tuy có chút khai ngộ được bản tâm thanh tịnh, và biết rằng cái bản tâm thanh tịnh này nó không phải do nhân duyên, nó cũng không phải do tự nhiên mà nó sinh ra. Quý vị đồng ý không? Nếu mà bản tâm thanh tịnh này nó tự nhiên thì quý vị sao? Khỏi tu. Nó đã tự nhiên rồi thì người nào cũng có hết á. Mình tu để làm gì? Quý vị không tu nó cũng có đó. Tại vì nó là tự nhiên. Nhưng mà ở đây nó không phải là tự nhiên. A Di Đà Phật. Mà nó cũng không phải là nhân duyên. Nhưng mà ở đây đoạn kinh này thì ông A Nan và đại chúng vẫn còn bị mê lầm, là chưa rõ được cái tâm tánh này nó không phải là do hòa hợp, và không phải không do hòa hợp mà sinh ra. Như vậy thì căn bản đầu tiên của sự suy tưởng của tất cả đại chúng là gì? Căn bản đầu tiên sự suy tưởng là quý vị nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Những cảnh vật tiền trần bên ngoài nó làm phát khởi, nó sinh khởi cái sự suy tưởng của quý vị ở bên trong, trong tâm thức. Và nếu quý vị dùng cái tư tưởng sinh khởi sai lầm ấy mà quý vị nghĩ rằng mình tu có chứng thành Phật đạo, thì đây là một cái việc rất là mê lầm lớn. Bởi vì cái tư tưởng của mình là những tư tưởng huyễn ảo, nó không có thể nào nó xác nhận một cái điều của thánh trí được. Và để làm sáng tỏ cái vấn đề phá xích nghĩa hòa hợp, Đức Phật đã đặt câu hỏi với A Nan. Là ông A Nan, ông dùng cái thấy của ông để hòa với cái sáng, với cái tối, với cái thông suốt hay là cái ngăn bích? Và quý vị là chúng ta nghe thầy giảng kỳ rồi rồi. Nếu mình hòa hợp, tất nhiên là một cái nhân duyên, quân nhân duyên hòa hợp. Nếu mà mình hòa hợp thì mình chỉ nghiêng về một phía, mà mình nghiêng về một phía thì mình không thấy về cái phía bên kia. Quý vị thấy rõ không? Cái phần này thầy giảng rất kỹ về cái tuần trước. Như vậy thì nếu cái thấy vướng vào một phía, sáng, tối, thông suốt hoặc ngăn bích, thì thấy cái thấy kia nó đã bị trói buộc một chiều. A Di Đà Phật. Mà trong Phật đạo sự trói buộc là cái điều không tự tại. Cái tự tại là cái tâm của mình nó không bị trói buộc, nó không bị biên kiến, nó không bị thành kiến, nó không bị tà kiến. Cái đó mới thoát khỏi sự trói buộc. Nó còn nghiêng về một cái chiều nào đó thì tất nhiên nó vẫn còn bị trói buộc. Bởi vì chúng sinh còn nhận sáng, nhận tối, nhận thông suốt, nhận ngăn bích để nó tạo thành ở trong cái bản tâm của mình. Do đó chúng sinh không nhận được cái bản tánh thấy, mà bản tánh này nó thanh tịnh thấu suốt mười phương. Thầy nhắc lại là nó thanh tịnh thấu suốt mười phương. Do đó Đức Phật ngài tóm tắt lại là cái thấy chân thật của bản tánh không phải là do sự hòa hợp mà tạo thành, mà cái bản tánh vô sinh này nó vượt qua khỏi cái thấy phàm tình của mọi chúng sinh. Như vậy thì muốn thấy được cái bản tánh thấy này thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải buông bỏ những cái vọng tâm chấp trước. Quý vị phải buông bỏ những cái thấy ở bên ngoài. Quý vị càng rời những cái thấy bên ngoài, cái tiền trần bên ngoài nhiều, thì cái tâm thanh tịnh của quý vị nó bắt đầu nó có cái sự thanh tịnh. Và từ trong cái sự thanh tịnh đó, quý vị mới phát sinh được pháp nhãn thanh tịnh. Từ pháp nhãn thanh tịnh phát sinh này, quý vị mới thấy được bản tánh thấy thường hằng kia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ bổn phá xích nghĩa không hòa hợp. Ông A Nan lại bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như chỗ tôi suy nghĩ, cái tâm tính ấy
đối với các trần cảnh và các tâm niệm nhớ nghĩ không hòa hợp chăng? Phật dạy: nay ông lại nói tâm tính không hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông, cái tính thấy gọi là không hòa hợp đó lại là không hòa hợp với cái sáng, không hòa hợp với cái tối, không hòa hợp với cái thông suốt, hay không hòa hợp với cái ngăn bích? Nếu không hòa hợp với cái sáng, thì giữa cái thấy và cái sáng phải rõ ranh giới. Ông này xét cho kỹ, chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy. Nơi cái thấy và nơi cái sáng, thì lấy đâu làm ranh giới? A nan, nếu bên cái sáng chắc không có cái thấy, thì hai cái không đến với nhau. Cái thấy tự nhiên không biết được cái sáng ở đâu, làm sao mà thành làm được ranh giới? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bích thì cũng như vậy. Lại cái thấy gọi là không hòa hợp đó là không hòa hợp với cái sáng, không hòa hợp với cái tối, không hợp với cái thông suốt, hay không hợp với cái ngăn bích. Nếu không hợp với cái sáng, thì cái thấy với cái sáng tính trái ngược nhau, như cái nghe với cái sáng không đụng chạm gì với nhau cả. Thế thì cái thấy còn không biết cái sáng ở đâu, làm sao phát minh được những lẽ hợp hay không hợp đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bích thì cũng như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước đó thì Đức Phật phá cái xích hòa hợp, bây giờ ngài phá cái xích nghĩa không hòa hợp. Bởi vì Đức Phật là cái bậc y dương, giống như là một vị thầy cho thuốc vậy đó. Khi mà thầy thấy, khi mà Đức Phật thấy chúng sinh chưa liễu ngộ những điều gì thì ngài làm sáng tỏ vấn đề. Cũng như một vị thầy thuốc khi mà cho thuốc chúng sinh, để thấy chúng sinh mà uống vào mà thuốc đó nó lại làm không bớt bệnh, thì bắt buộc vị thầy thuốc phải đổi cái thuốc. Thì ở đây cũng vậy, ông A Nan ổng còn nghi ngờ về cái nghĩa hòa hợp và cái nghĩa không hòa hợp. Do đó bây giờ cái đoạn kinh này là phá cái xích nghĩa không hòa hợp. Ông A Nan thì tâm thể mặc dầu khai ngộ, nhưng mà pháp giác chấp vẫn còn dày đặc trong tâm. Do đó ông có một câu hỏi để nhờ Đức Phật từ bi khai thị. Quý vị biết rằng những cái bậc A-la-hán thì những vị này nhờ ly được những cái tướng khách trần, tiền trần ở bên ngoài, rồi lục căn của quý vị này nó thanh tịnh. Nhưng mà những cái sự hiểu biết thì nó không được tròn đầy. Do đó các ngài vẫn còn có những cái câu hỏi để mà thưa thỉnh với Đức Phật, hoặc là thưa thỉnh những cái bậc mà Đại Bồ Tát. Thì cái chỗ mà quý vị vẫn còn những cái không hiểu biết này, trong Phật Pháp gọi là pháp chấp, có nghĩa là pháp vẫn còn chưa có đầy đủ. Thì ở đây ông A Nan cũng vậy, tuy khai ngộ được cái bản tánh thấy nó thanh tịnh như vậy, nhưng mà pháp chấp thì vẫn còn nó trong tâm. Do đó ông mới đặt câu hỏi như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, như chỗ của tôi suy nghĩ, cái tâm tánh ấy đối với trần cảnh và tâm niệm nhớ nghĩ nó không có sự hòa hợp chăng? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là ngài A Nan hỏi rằng giống như cái sự suy nghĩ của tôi, cũng như là cái tâm tánh của tôi, khi mà đối với trần cảnh và những cái tâm niệm mà suy nghĩ đó, nó không có hợp, nó không có hòa hợp, phải không? Bởi vì lý do mà A Nan đặt câu hỏi này là bởi vì A Nan là cái người mà học Phật đạo, và khi mà bị Đức Phật bác bỏ những cái điều gì thì ông lại đi vào những cái điều khác. Bởi vì khi trước thì Đức Phật bác bỏ về trong cái xích hòa hợp, thì bây giờ ông A Nan lại nắm vào cái xích không hòa hợp. Vì lý do đó mà khi mà thấy Đức Phật bác bỏ cái sự hòa hợp, thì ông A Nan lại bắt đầu đưa vào trong cái sự suy nghĩ của cái thấy do cái sự không hòa hợp tạo thành. Vì thế mà Đức Phật đã trả lời như sau: này A Nan,
Nếu ông cho rằng cái suy nghĩ